Diễn viên Trần Kiên Hùng đột quỵ trong xe hơi ở Quảng Châu. Tờ S Today đưa tin diễn viên Trần Kiên Hùng qua đời tối ngày 15 tháng 10, bạn bè tìm thấy anh khi đang hôn mê sâu ở xe hơi. Ngày 16 tháng 10, tờ S Today đưa tin diễn viên Trần Kiên Hùng qua đời tối ngày 15 tháng 10 ở tuổi 51 do nhồi máu cơ tim. Trần Kiên Hùng là diễn viên kỳ cựu kiêm trưởng đoàn nghệ thuật Quảng Châu. Người thân và bạn bè không liên lạc được với Trần Kiên Hùng nên đã cùng nhau tìm kiếm. Sau đó, họ tìm thấy nam diễn viên đang hôn mê sâu trong xe hơi đậu ở tầng hầm một đài truyền hình. Các đồng nghiệp gọi cấp cứu để đưa nam diễn viên đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, ngôi sao kỳ cựu qua đời trên đường đi cấp cứu. Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên qua đời do đột quỵ, không có người phát hiện kịp thời và môi trường thiếu không khí. Gia đình đang làm thủ tục nhận xác từ bệnh viện để lo liệu đám tang cho nam diễn viên. Trần Kiên Hùng sinh năm 1971, là diễn viên kỳ cựu của Trung Quốc. Anh tham gia nhiều phim điện ảnh, vở kịch. Anh cũng là giáo viên của nhiều lứa diễn viên trẻ. Theo S Today, Trần Kiên Hùng được chứng nhận là nam diễn viên hạng nhất quốc gia. Anh đóng vai Tô Quý Viễn trong bộ phim sitcom A Foreign Zhao Dao Chen A Local Lang. Anh vẫn thực hiện các cảnh quay của phim tới tối ngày 15 tháng 10, tức thời điểm gặp nạn. Các đồng nghiệp trong cùng đoàn phim bàng hoàng khi hay tin anh qua đời.